tại đây là cái mạch led trái tim, thì đây là IC có nạp có sẵn rồi. Mọi người về mình chỉ cần hàn là xong, cần hàn lên là xong, không có gì, vừa có led sẵn vừa có linh kiện tất cả đầy đủ hết, mạch sẵn hết, chỉ cần về ta hàn lên thôi. Đây, đây nè, AT89X52 ha. Này có linh kiện 3M đã nạp code sẵn, mình sẽ hành hàng lên thôi. Rồi, mình sẽ tiến hành hàng ha. Đầu tiên mình sẽ hàng cái này lên trước. Các bạn nhớ chú ý cái chân chịu IC nha. Chịu lên đây nha. Đây. Có đủ khuyết nè. Nó ta lên đúng cho chiều, ngược chiều nó không chạy đâu, nó hư luôn á. Khi hàn xong mình được cái mạch như thế này, cũng khoảng 1 tiếng, gần 1 tiếng mới xong. Đây thì do chỗ này hôm nay mình hàn bị sứt cái chân này luôn, nên mình giờ nói thẳng qua luôn, cũng cũng nhìn nhìn đường mạch đi, hơi đường mạch thôi. Rồi nó được cái mạch như thế này, tiến hành mình gấp thử với mọi người coi ha. Phải dùng điện 5V nha, điện 5V, bấm nút này cái rồi. Biết được gì hơn bạn hãy mua về bạn làm. Và video đây kết thúc các bạn. Cảm ơn các bạn ha.